Dạ, alo anh, xin chào hai MC với nhà chuyên gia. Chào anh. Rồi, anh hỏi đi ạ. Rồi, tôi hỏi là tôi muốn đầu tư ở cái đất ở Cần Thơ. Trước đây, trước một năm trước á, thì đất ở Cần Thơ thì nó nhích lên từng ngày, nhưng mà khi có quyết một năm nay thì nó hơi chỉnh lại. À, giờ tôi muốn, nhưng mà tôi thấy cái tôi muốn đón đầu á, cái có cái dự án cái cầu Hoàng Na đó, nó đang thi công, rồi cái đường cao tốc của Mỹ Thuận về Cần Thơ nữa. Bây giờ chỉ tôi muốn đầu tư thì nó có được hay không là thứ nhất. Thứ hai là nếu mình muốn đầu tư thì mình mua đất nền và nhà cắt sẵn thì cái nào nó có lợi hơn? Theo tôi đó, ở đây thì nhà cắt sẵn thì nếu mình mua một cái nhà thì mình có thể mua được hai cái nền. Để xin cho chuyên gia cho tôi ý kiến ạ. Dạ. Như là cái vùng đất anh định mua đó là đất của công ty đã quy hoạch rồi phải không anh? Đã làm đường Đúng rồi. xá rồi. Ở chỗ cái khu vườn lon đó, nó đường điện Dạ. gì nó sẵn hết rồi. Như vậy là cái đường mà cao tốc từ Mỹ Thuận về Cần Thơ ấy, là có cái đường xuống gần chỗ miếng đất anh mua không? Anh Cũng 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 gần vào cái cầu Quảng Na, nó bắt nó qua đó thì nó về trung tâm thành phố rất là gần, nó rút Dạ ngắn dạ con vậy thì đường theo em lắm luôn. là thứ nhất là bây giờ Covid nó hơi chứng lại một tí nhưng em vẫn đánh giá cao bất động sản Cần Thơ nhỉ? Và nếu mà để hy vọng là bất động sản Cần Thơ nó xuống thấp nữa thì em không không nghĩ vậy đâu. Nghĩa là nó bất động sản Cần Thơ sẽ có dừng lại thì dừng nhưng mà rồi nó cũng sẽ tăng anh ạ. Thì theo em là anh có thể mua ở hai miếng đất. Tại vì nếu như anh đã có nhà ở rồi thì anh đâu cần mua hai cái nhà rồi bỏ không nữa làm gì. Thì nếu đã có nhà ở ổn định rồi thì anh mua hai miếng đất thôi thì hơn là mua một cái miếng đất và một cái nhà. Nếu nói về mặt đầu tư nha. Cái mà một ý là tôi muốn hỏi về nhà này có ở sẵn rồi, nhưng mà ý muốn hỏi chuyên gia là mình mua cái nhà mà để đó bán lại thì nó lý so với mình mua hai miếng đất thì cái nào Mua hai miếng nó đất sẽ lợi có hơn lợi ạ. Mua hai miếng đất lợi à? hơn. Vì là đất tăng chứ còn cái giá trị nhà đó là giá trị xây dựng là gạch cát rồi công nhân công thôi thì nó không tăng đâu anh ạ. Ví dụ như vài năm sau anh xây thì nó chỉ mắc hơn chút xíu thôi chứ nó không có gì hết. Cho nên ý em nói rằng là cái giá đất nó sẽ tăng. Còn cái giá trị xây dựng nhà của anh thì nó tăng không đáng kể cho nên anh mua hai miếng đất lợi hơn là anh mua một cái miếng đất có nhà. Như lại thêm một ý nữa là cái mà đất mà nó có sổ đỏ rồi với đất mà nó chưa có sổ đỏ thì cũng của công trong cái công Công ty đó. công ty không lo ở Dạ. đó, nhưng mà nó trên lệch khoảng 300 tới 250 triệu, là mình theo Nó mình cụ mua thể em hiểu rồi, cụ thể nó là như thế này này. Nhưng cái đất mà chưa có sổ đỏ á, thì người ta đã đóng đủ 100% cho chủ đầu tư chưa hay vẫn còn 5-10% nữa để lại. Ý là khi ra sổ đỏ á, thì nếu ví dụ anh mua là giảm được 300 triệu so với cả đất có sổ đỏ sẵn đúng không? Nhưng mà đến lúc mà chủ đầu tư gọi anh lên ký hợp đồng để làm sổ đỏ cho anh ấy, nhiều khi anh phải đóng 10% hay 5% gì đó cái đợt cuối nữa. Đúng không anh? Chắc vậy đó. Là chưa có sổ là anh mua sổ thôi em nghĩ là cũng hợp pháp là chuyển cái sổ hợp đồng mua bán của chủ đầu tư sang tên anh nhưng mà hình như theo anh phải tìm hiểu kỹ là cái người đứng sổ đó đã đóng hết 100% tiền đất chưa hay mới đóng 90% tức là sau này anh lấy sổ đỏ anh phải đóng thêm 10% nữa nhiều khi là 100-200 triệu nữa thì cũng mất công anh Cái sổ đỏ này coi như là mình nếu mà cảm thấy nếu mà mình mua rồi thì mình không có cần đóng nữa. Vâng, đúng rồi. Nếu anh đã mua đất có sổ đỏ rồi thì anh không cần phải đóng nhiều. Nhưng anh chỉ cần đóng cái phí trước bạ sang tên anh thôi không đáng kể. Dạ Nó đúng rồi, đúng rồi. 0,5% nó không đáng kể. Nó Dạ. vài triệu đến vài chục triệu thôi. Thì Dạ. là không sao. Là nếu mà mua đất sổ đỏ thì anh chấp nhận đắt hơn 300 triệu thôi. Anh mua sổ đỏ đi. Tại vì Vậy là là... mình mua, nếu mình mua thì mua có sổ đỏ sẵn Dạ, vậy đi cho chắc anh. Cho anh ngủ cho nó ngon. ha. Yên tâm. Dạ. Anh nhỉ? À? Dạ, chắc được Dạ rồi dạ đúng không anh ạ? dạ. Dạ Anh dạ dạ nhé. cảm ơn Dạ, ạ. dạ, chào Dạ anh. dạ dạ.